không khóa cho lắm. Ok, và ngay lập tức thôi, chúng ta sẽ đến với trận đấu đầu tiên giữa IG và VC Gaming. Bên phía IG đó là Oli cầm Oracle, Imo đánh Void Spirit, KK đánh Lion, Flyfly cầm Phantom Lancer và JT đánh Underlord. Bên phía VC Gaming đó là DY đánh Phoenix, Terror Blade trong tay của Pojojo, PYW đánh Tusk, Ori đánh Dragon Knight và O11 có cho mình đó là Legend Commander. Cá nhân em thì em đánh giá sao về hai lineup này? Em thích lineup nào hơn? Thật sự thì em đánh giá cao layup đến từ bên phía của team Invictus Gaming hơn. Em thì em khá là thích con PL, dù cho là lúc đầu mình cũng có nói rồi là PL không được ưa chuộng ở thời gian hiện tại, nhưng mà Fly Fly PL thì vẫn là một cái tên đáng tin tưởng. Ngoài ra thì Imo, một trong người chơi có kỹ năng rất là cao ở khu Trung Quốc, hy vọng thì Invictus Gaming sẽ là người chiến thắng trong video đầu tiên. Đấy là theo ý kiến của mình. Còn ý kiến của anh thì anh lại nghĩ VC Gaming họ có thể thắng được game đấu này nếu như mà họ kéo dài được game đấu đến khoảng phút thứ 35. Có thể đánh được với cả DK hay là kể cả một con Legend Commander nếu như làm tròn vai. Ok, chúng ta sẽ cùng đến với game đấu sau ít phút. Thực ra LC trong lineup này mình đánh giá không hẳn là chỉ để đua đâu, mà LC chủ yếu là để cover cho Terror Blade thôi. Một con hero có thể giải búp được. Pick LC thì bao giờ chúng ta cũng muốn hai, chúng ta có hai cái gọi là mục tiêu khi pick LC chứ không chỉ là một. Các thành viên bên phía IG họ đang di chuyển ra khu vực top lên. Và ở trên top thì bên phía VC Gaming chỉ có một con Terror Blade của trong tay Pojojo đang di chuyển ra trụ thôi. Nếu như anh ta di chuyển khéo thì sẽ không bị bắt. Đi cây đi mid với cả một con Void Spirit à? Kèo này là chắc khả năng là kèo đi cây nhỉnh hơn một chút. Theo anh đánh giá là vậy. Đi cây sẽ có một chút lợi thế. Không nhiều. Cơ bản cái con DK nó là cái con mà sinh ra để đi từ hòa đến thắng rồi. Đi mid là từ hòa đến thắng rồi. Trụ lên phá trụ các thứ. Bảo là để mà đi cây thua lane thì rất là khó, thật sự. Ít khi chúng ta nghe được cái câu chuyện đi cây thua lane, chỉ là chênh lệch về kỹ năng của hai player quá là lớn thôi. Vậy là hai rune sẽ chia đều cho cả hai team. Là với cả những cái trận đấu có hai đội team đến từ Trung Quốc thì họ đã quá hiểu nhau rồi, và cái việc mà để mà bảo là có những tình huống bất ngờ đi cướp rune hay là gì đó thì thực sự nó phải nói là hơi khó. Và trong giai đoạn đầu tiên thì sẽ khá là buồn ngủ trong 10 phút đầu tiên. Đấy là cái điều chắc chắn khi mà cái lối đánh của người Trung Quốc từ xưa đến nay đó là vẫn để cho các carry được farm ổn thỏa nhất và sẽ gánh team ở giai đoạn từ mid game đến late game. Đi cây DK lên một điểm stun. Một điểm stun nhưng mà vẫn bị Imo deny, nhìn trông hơi quê. War Spirit anh ta rõ ràng rồi, Imo đánh vẫn là kinh. Một trong player rất nét ở khu vực Trung Quốc. Và deny. À deny được rồi, tưởng lại tiếp tục deny trượt nữa thì đúng là gãy gập luôn. Ở dưới khu vực bot lane thì LC đã có cho mình đó là ba lát hit ở giai đoạn đầu. Không hề tệ. Trong quay đầu clip đầu tiên anh ta lát hit được 3 thì cũng là một thành công rồi. Ôi nhìn con Baby Roshan này nhìn thích nhỉ. Đam mê dã man đúng không? Nhìn thích ra đấy. Mấy ông Trung Quốc chơi game là ông nào ông người vàng chóe. Đồ các thứ vậy. Kinh khủng luôn. Tuska đã dẫn được một turn creep về đến tận trụ 3 luôn. Và anh ta sẽ có level sớm thôi để có thể cover cho các thành viên khác. Ở trên ở dưới bot thì PL vẫn có cho mình đó là 8 lát hit, trong khi Pojojo anh ta đang hơi khổ. Pojojo mới chỉ có cho mình đó là 4 lát hit thôi. Đi với Đi cả với cả Lion Underlord với cả Lion. Rất là khổ, phải nói như khổ. vậy. Không hề thoải mái như LC của cái bot. Đã nói rồi thì các thành viên IG họ chơi vẫn đang là trên trình, và Phoenix đúng là như vậy. First Blood dành cho JT với một tình huống bổ củi.
khá nhẹ nhàng vào đầu của anh chàng Phoenix này. First Blood dành cho IG. Một con phượng ở thời điểm đầu cũng rất là khó để có thể chống lại, kể cả một con Lion hay là một con Underlord. Máu thì giấy, giáp thì không có. Đuổi. Cái ông Ori này cứ stun xong lại bị lát hit trượt, nhưng mà né được random khá hay. Sẽ bot Firefly đang gặp nguy hiểm nha. Firefly cố gắng giúp kinh. Có Phantom Rush rồi. Có chạy được không đây? Có lẽ sẽ là chạy được bỏ rồi. Không hề quá khó như anh ta trong tình huống vừa rồi. Hai carry của cả hai team thì thực ra là họ cũng không quá khổ. Chỉ là bị harass khó chịu thôi, chứ gọi là khổ thì cũng không quá khổ, vẫn farm được. Phải là vô yo mới là đang là người vấn đề, khi mà cái lane của anh ta bị ép liên tục vào và cứ bị stun như thế này thôi. Một stun và cả một thả lửa là đã khó farm lắm rồi. Anh ta đang thả bóng ra và chém vào người của KK. KK cũng đang thấp máu, có power đến từ bên phía IG. Power game rồi. Chắc chắn là đây là vấn đề tới từ ban tổ chức về máy móc thôi. Giờ lần này tổ chức thì khá là yên tâm. Singapore. Chính xác. Kale có lag rồi. Lag rồi. Lag rồi, chắc chắn là các bạn. Kale. DK 0% win á. Thật á? Trong giải này đúng không? Mình cũng chưa kiểm tra cái đấy. Nhưng mà mình thấy người Trung Quốc người ta đánh DK kinh mà. Họ đánh chuẩn bài ấy, nó không gọi là kinh thì cũng không hẳn, nhưng người ta gọi là chuẩn bài ấy. Họ phát huy được cái điểm mạnh của một con Dragonite ấy. Một trong số những con hero mà mình đánh giá là người Trung Quốc đánh rất khiếp, đó là con DK ở khu vực mid, con TB ở khu vực carry và một con Tuska ở support 4. Mình thấy các player Trung Quốc thường đánh ba con này khá là khó chịu. Ít nhất là từ mức tròn vai đến đánh hay. Cái run DD ở khu vực top rồi. Và có vẻ như là Boy Spirit sẽ là người nhặt được cái run này. O11 thấp máu nhưng cũng đã chạy về được. Và cũng như mình nói thôi, ở giai đoạn 10 phút đầu tiên thì sẽ khá là nhẹ nhàng, không có gì cả. Các thành viên của cả hai team người ta sẽ farm để cho các carry có thể có được một cái lượng network tốt nhất cho đến giai đoạn mid game, có thể tự sinh tự diệt được. Bojojo đã có mảnh đầu tiên power cheat. Tuska cũng chưa di chuyển đi gank nhiều mà vẫn chỉ đang đứng để giúp cho O11 có thể lấy được. Ở Trung Quốc mà chúng ta không thể đòi hỏi họ phải làm những cái thứ nó hơi phức tạp như thế. Chính xác. Tức là không phải là họ chơi đơn giản. Họ không mạo hiểm. Họ không muốn mạo hiểm. Họ muốn bỏ cái sự an toàn ra để đánh đổi lấy một cái gì khác. Họ muốn chơi an toàn. Đặc biệt là chơi với nhau thì càng phải chơi an toàn. Đây thì KK bị dí theo bởi DY, nhưng mà cảm giác DY sẽ rất khó để lấy được cái rune này. Anh ta lùi về luôn. Chắc là đến giai đoạn mà khi mà hai support của cả hai team có được cho mình những cái level 5, level 6 thì các thành viên cả hai team mới bắt đầu đi gank. Bắt đầu gọi là 4 bảo vệ 1 đấy, đi gank để tạo khoảng trống. Và với cái line up này thì tôi nghĩ là bên phía VC Gaming sẽ là người chủ động hơn. Họ sẽ đi gank nhiều hơn. Với một con DK khi đấy đã có cho mình Blink. Nào. Teroblade. Nhưng mà đã có PYW di chuyển lên rồi và có vẻ như KK sẽ phải bỏ mạng lại. Mạng là đơn giản dành cho DY. Một pha cover khá hay đến từ vị trí của PYW. KK chắc chắn là sẽ phải bỏ mạng thì cũng vừa rồi thôi. Hơi bị ham hố quá. Hơi vui quá rồi. Một con DK đúng như mình dự đoán thôi. Nó sẽ có một chút lợi thế giai đoạn đi lên với cả một con Void Spirit. Và anh ta đã có cho mình đó là top network rồi, 2600 network.
lên một cái kiếm phượng. Còn cái mà DK mình vừa mới khen xong nha. DK đang bị dồn đam rất đau, có đủ đam hay không đây? DK quay lại stun rồi và có vẻ như không đủ đam. Các thành viên bên phía IG ngay lập tức phải di chuyển về. Và Ori đã sống rồi, nhưng KK liệu có may mắn như vậy không? Đẩy Isaac là hay. Stun đôi nhưng có vẻ như là không làm gì được rồi. KK vẫn phải bỏ mạng lại. Tình huống tính toán có thể nói là rất sai đến từ các thành viên của bên phía team VC Gaming. IG họ đi ganh với ba người nhưng họ lại bỏ mạng lại của một mạng của KK. Có vẻ như là không hay một chút nào cả. Đúng vậy. TB vẫn đang farm ổn. Anh ta không hề thua thiệt network so với cả một con Underlord. Mặc dù là đi lên bị harass rất là nhiều. Và trong khi đấy thì PL dưới bot cũng vậy. Nói chung là các core của cả hai team đều đang làm khá là tốt. Trừ Imo là hơi thọt hơn một chút về network. Tuy nhiên là Imo đánh con Void Spirit này thì nó cần level ở giai đoạn đầu hơn là chỉ là tiền. Lại stun vào nhưng mà... khó chịu nhờ. Imo thì anh ta chẳng quan tâm đâu. Farm. Tiếp tục đánh vào KK. KK là hơi tiêu rồi nha. Có tác tim và đấm cực kỳ đau. Tus cùng với cả một con TB thì các bạn hiểu rồi đấy. Lượng đam dưới tác tim nó khổng lồ luôn. Đang đi Nightwood. Nào như ở đây thì Tuska đã bị ganh vào rồi. Và mạng lại dành cho Imo. Imo có được một mạng này thì sẽ cá hồi được một chút. Void Spirit lên một cái ơn à? Sau đấy để lên Spirit Vessel để mà counter và DK à? Đúng không? Cũng là một lựa chọn hay đấy chứ. Sự trận đấu này thì đối phương có TB, có Phoenix, có DK. Lên Spirit Vessel hoàn toàn hợp lý. O11 vẩy một skill 1 ra, mất hết bóng của PL luôn. Ghét thật. Đoạn đầu thì bóng của PL thực sự là lượng máu chưa nhiều. Đã có thể hiểu được. TB bắt đầu di chuyển vào rừng và để lại lên dành cho đó là Phoenix rồi. Ori thì cũng đã di chuyển xuống dưới bot để kết hợp với O11 để mà push vào cái trụ dưới bot này. Đang hóa form rồng lên. Ngay lập tức JT, một con hero pick ra để đi fan thì cũng đã di chuyển xuống để mà giúp phòng thủ cái trụ này rồi. Có vẻ như là tơn hóa rồng này của DK là cũng chưa có hiệu quả nhiều lắm. Bắn được 1-2 hit vào trụ, không nhiều. Thực ra cái con Lion là cái con không có skill chạy. Thế nên là bên phía VC Gaming họ sẽ dễ dàng gank vào thôi. Bây giờ để nói mà gank vào một con Underlord hay là những con core của bên phía IG là rất là khó. Nào DY lướt lên. KK cũng đang di chuyển ra rồi. Ori thì vẫn đang đứng ở đây. O11 sẽ làm gì đây? Ăn được một con gà chứ? Thôi chứ. Vẫn muốn bắt vào bộ đôi dưới bot này. Cảm giác như một cái team B sẽ giải quyết rất nhiều chuyện trên, trên này. Thì DY đang bị dồn vào rồi. Tạm biệt DY. Cố gắng. Thành viên của IG đang di chuyển xuống nha. Lion đã xuống rồi. DK thì cũng đã hết form. Và lại phải di chuyển về. Nào O11, tại sao anh ta lại đứng TP như thế nhỉ? Em có nhìn thấy không? Khá là khó hiểu. Đứng cạnh Underlord này, Oracle này, Lion. Anh ta đứng cạnh một cái cây và anh ta TP. Anh ta nghĩ rằng là đối phương không nhìn thấy ấy à? Đánh như này vào sao không lên được số 1. Đùa chứ. Có cái ông gọi là player chuyên nghiệp đứng cạnh một cái cây để TP ạ. Thật sự trong khi team kia có đến 3 cái disable. 3 cái giữ chân thì đúng hơn. TB thì bắt đầu di chuyển vào rừng và farm khá là yên ổn. Có thể bứt được network. Có mắt à các bạn? Ở pha đó thì mình cũng không nghĩ là mắt. Có mắt. Ok ok, thank you anh em. Pha đó thì cũng hơi giật mình. Vì đang nghĩ là anh ta sẽ gọi là di chuyển về bình thường thôi. Hey. 4-3 dành cho bên phía của IG. Họ vẫn đang thể hiện mình là những người trên cơ trong trận đấu này. Và bây giờ các thành viên bên phía IG họ sẽ di chuyển đi để gank, tạo khoảng trống. DK thì cũng sẽ phải cố gắng farm nốt cho mình một cái blink
Flyfly đang rất tự tin nha, anh ta sang cả rừng của bên phía VC Gaming để farm. Hay phết đấy chứ. Gọi là tự tin luôn đấy. Bởi vì là bên phía IG họ đã lấy được một cái trụ ở trên top rồi. Emo chỉ cần một chút nữa thôi là anh ta sẽ hoàn thành cho mình, đó là cái Spirit Vessel. Trong khi đó DK thì vẫn đang phải hướng tới một cái Blink Dagger. Sự lựa chọn có thể nói là ok nhất của DK bây giờ thôi. DK lên một cái kiếm kia để bổ sung lượng máu cũng như là một số cái stat khác, nhưng mà anh đánh giá là nó cũng hơi tốn kém ấy. Thực ra thì bình thường thì những player khác thì em thấy là lại tiếp tục ganh vào vị trí của KK. Không stun đến nơi, có tác tim, có đấm lên rời và có vẻ như có Oracle rồi. Và chắc chắn là cái mạng này sẽ không có mạng Dam Duo đâu. Bây giờ thì KK buộc phải chết, cố gắng tung ra cho mình đó mình gồm đen. KK lên bảng rồi, giờ thì sao đây, PL đang tới và con Phượng Hoàng này nó bị giữ chân liên tục không thể nào mà tỉnh nổi. BYW có chạy được hay không đây, ai chản ra nhưng mà kẽ hở vẫn là có, PL không lên được, chỉ là một con bóng lên được đồi thôi. Búp ơn hai vào, có bóng đặt ra. Ui, rồi đặt lên được chuẩn luôn. Búp tiếp Vessel vào và PL dồn đam, không đủ đam khi TB đã di chuyển tới. Các team được bật lên. Như vậy là hai chạc Vessel không để làm gì, không giết nổi cho mình, đó là con Dragon Knight, một con Dragon Knight rất trâu. Nhưng mà đổi như thế là lãi hơn đến từ các thành viên bên phía IG. Họ vẫn lấy được cho mình đó là mạng của một con LC trong tay O11. Và không mất đam đua, quan trọng là như vậy. Mất cho mình cái trụ của dưới bot rồi. Họ sẽ cần phải đi lấy được cái trụ mid ít nhất là như vậy. PL lên Manta trước, chính xác là Yasa trước để farm thôi. Anh ta đang một farm. Anh ta sẽ không lên một cái defuse bởi vì là cũng anh ta sẽ không đi đánh nhau nhiều ấy. Có mạng thì ra vét thôi chứ bảo là bây giờ PL đi farm đi đánh nhau thì sẽ không lại với cả một con TB được. Rõ ràng là lên Manta để farm rồi. Chuyện TB farm nhanh hơn PL là chuyện bình thường mà anh em. Câu chuyện này thì không nhắc thì có lẽ là ai cũng biết bởi vì TB bóng khỏe rất là nhiều. PL trong những level đầu thì rất là khó để cái bóng của anh ta có thể đứng farm độc lập được. Bóng cái thời gian tồn tại nó cũng ngắn. Và đam bé hơn rất là nhiều. Đây sao đây, có chân hai người chém hai, có lăn bóng. Rồi thì Emo sẽ phải xử lý như thế nào đây? Ồ không, đó là tiếng lăn và creep. Bây giờ thì BYW cùng với cả anh chàng Uri đều về được, hóa rồng lên. Bị stun lại rồi, dồn đam tới từ vị trí của anh chàng Emo. Nhưng đam chưa đủ, đấm lên. Và giờ BYW có kết thúc được KK không đây? Lại một lần nữa Multi tới từ Oracle. Và giờ duo vào, nhưng lượng đam nó sẽ là không đủ. Bởi vì đây là một con Underlord cơ mà, quả trứng nổ thành công. Ok, họ sẽ giết được cho mình, đó là KK cũng như là cả JT. Nhưng những vị trí còn lại họ đã sủi mất rồi. Emo tiếp tục bị làm chậm vào. Phượng Hoàng di chuyển lên, nhưng Oracle xuất hiện và đón đốc một kill tới vị trí của Oli. Búp cho anh chàng Emo có thể lùi về được. Và còn 14 stick, liệu có chase tiếp vào hay không đây? Chuyển sang, đó là Phượng Hoàng. Ừ, không được rồi. O11 ngay lập tức giải búp. Và Oli là người rất khó để có thể lùi về. Đủ đa. Nếu mà không có nhắc chém thì O11 có thể lùi được. Đủ đa. Và thực ra pha đổi vừa rồi thì bên phía của VC Gaming cũng không hẳn là lãi. Họ vẫn mất mạng của DK ngay từ phút đầu tiên. Và ăn được lại mạng của một con Underlord và bộ đôi support. Cũng vẫn tiếp tục không có đam. Nói chung là LC trong game đấu này thì cái mục đích của anh ta không phải là đua để lấy đam, mà một là giữ chân và hai là để búp để giải. Giải cho cả DK. Nếu mà có một mục tiêu muốn phải êm con bát thì chắc chắn đây sẽ là Oracle rồi. TB đã có cho mình một cái song kiếm rồi. Farm nhanh ấy chứ. TB chắc chắn là farm nhanh. Phút 15 mà đã có cho mình một cái song kiếm. Mojo là một người chơi có thể nói là bây giờ rất là hot ở Trung Quốc mà. Đánh kinh. Oracle trong pha vừa rồi anh ta giữ vị trí cực kỳ tốt. Đến tận cuối combat anh ta mới chết, mặc dù là để lại một cái mạng killing spree. Nhưng mà anh ta cũng đã giết được cho mình đó là bộ đôi support của bên phía... À, giết một con support và một con DK. Khá là ổn. DK thì có vẻ như vẫn chưa có cho mình blink. Anh ta đang hơi thọt hơn so với các hero khác. Chuyện đấy thì cũng dễ hiểu đấy. Bây giờ thì TB là người farm. DK anh ta buộc phải di chuyển cùng đội để có thể setup gank vân vân. Thì câu chuyện là để mà được có network thì là có mắt phải chiến thắng, nhưng mà anh ta toàn là người sinh combat thôi. Thế nên là rất là khó để DK anh ta bứt lại cái network. Bây giờ thì bỏ xa rồi.
Smoke xuống gank sau khi có Blink. Nhưng vấn đề là anh chàng JT anh ta đã TP đi mất. Scan trúng luôn đến từ các thành viên bên phía IG. Họ quá hiểu nhau ấy. Nào lại dồn đam một con Underlord á. Lại phải lựa chọn hay không nhỉ? Không, đây, không kịp boop luôn. Không boop được Booty và giờ thì giữ chân hai người, quả trứng đã nở ra và Koyoyo. Koyoyo anh ta không thể tấn công vào Oracle nhưng không sao cả, có PYW làm việc đó. Đây là một con Tuska bị sắp bốn chơi đang rất hay. Phải nói là như vậy. Hai người lên bảng. Oracle trong pha vừa rồi anh ta không búp được kịp ulti dành cho một con Underlord. Và Underlord chết quá nhanh. Có tag team và TB hóa form thì bắn vẫn là cực kỳ đau. Underlord tưởng cứng nhưng mà có vẻ như không ổn rồi em ạ. Sau đó thì... Hay là do Oracle nghĩ là con Underlord không chết nhanh thế nhỉ? Anh ta có bị sai lần không? Anh nghĩ là không đúng không? Không bị silent, không bị stun mà. Oracle anh ta đứng hơi xa. Cái ulti Catherine nó không quá xa như các bạn tưởng đâu. Cái Fnatic thì búp xa hơn. Đúng rồi. Lát chỉ vào là biết mà. Đây, cái Rain ulti chỉ như này thôi. Nhưng cái Fnatic nó xa hơn tí. Nào, các thành viên phía IG họ đang di chuyển lên gank. Và có vẻ như sẽ tắt được mạng của BYW. Một LC cũng đã bị trói lại và có cho mình đó là một cái vessel rồi. LC của O11 có chạy được không đây? Có xấy máu từ vị trí của Phượng. Đặt máu. Nào, không, có DK stun lại rồi. Sẽ là đổi mục tiêu sang con Phượng Hoàng hay không đây? Phượng Hoàng lui về, các thành viên ai chịu cũng hài lòng thôi. Bắt được Tuska rồi. Cấu được một nửa máu trụ 2 đến từ Lifeline. 99 và giờ mà ở đây. Giờ phút của sự thật đó là các thành viên bên phía VG Gaming mới là những người có 10 mạng ở cục đầu tiên. Và cái tên ở đây được nêu lên đó chính là Emo. Emo lại đi một mình. Sau khi anh nghĩ rằng là các thành viên bên phía VG Gaming di chuyển về à? Nghe hơi chủ quan nhỉ? Nghe chủ quan quá. TB đang hướng thẳng lên một cái BKB rồi. Sự lựa chọn trong trận đấu này là không nhiều. Đối phương là Lion, là Oracle, là Void Spirit, chắc chắn là cần cho mình một cái BKB. Chưa kể đến những cái bộ skill thì mình còn chịu được từ con Underlord nữa. Network mới chỉ chênh là 2.000 thôi và con TB này vẫn đang farm rất ổn. 10.000 network ở phút thứ 19. DK thì thực ra là nói là nghèo nhưng anh ta cũng chỉ là nghèo hơn một con PL thôi mà. Còn sau pha combat vừa rồi anh ta có mạng của Emo đấy. Sau mấy pha combat vừa rồi bắt được người thì anh ta cũng không hề nghèo. Emo thì lên một cái travel à. Em đánh giá sao về cái item này? Trận đấu này thì anh ta xác định lối chơi không phải là lúc nào cũng dính với cả đồng đội. Anh ta đi farm và đợi thời cơ để có thể dịch chuyển ra cùng đồng đội để đánh nhau đâu. Taylor thì sẽ tiếp tục món tiếp theo thì không có gì khác ngoài Diffusal Blade. Emo lên một cái travel thay vì là một cái scepter thẳng hay là một cái gậy lốc như bình thường. Nào ở đây đang cố gắng canh vào người của O11 nhưng mà O11 rất nhanh. Anh ta TP về được rồi. Vậy là Emo di chuyển lên không để làm gì cả. Không bắt được ai. Bây giờ cũng chuẩn bị hoàn thành xong defu này. Vậy là cái ở hai bên thì cũng người có cho mình nó là hai món item to đâu. Legion Commander trận đấu này sẽ chủ yếu là focus vào, nói chung cái ulti của anh ta cũng chỉ ở vị chân để TB bắn. TB sẽ là nguồn đam chính nhất đến phía của VG. Còn đầu thì Ori với một con DK cũng như là LC của O11 sẽ là những cái trụ nhanh tiêu gọi là giao chắn để cho con TB này được bắn rồi. Nếu mà không bắn được nữa thì VG thua. Chính xác. Họ ăn được một cái trụ 2 rồi, đổ trụ 2 đến từ cả hai team. Còn bên phía của IG thì Underlord đang lên cho mình đó là một cái Pi of Inside. Cái Pi bây giờ khá là đắt. Nhưng mà anh ta sẽ lên để chống lại cái lượng đam đốt đến từ vị trí của Công Phượng. Trong một diễn biến khác thì ROTK đã chính thức được ký hợp đồng với cả Elephant. Và anh ta sẽ trở thành coach của team này. À, không ngạc nhiên cho lắm. Anh thì là fan của Elephant, anh là fan của FY. Mà thấy điều này thì anh đã hy vọng vào một China Last Hope thật rồi em ạ. Em thì em chưa bao giờ tin tưởng các đội Trung Quốc. Thật sự là có thích
Tiếp xem maybe với cả hack được lại thôi, nhưng mà stun trượt ạ. Thật sự mắt đến từ chị của anh chàng mang tên KK, và giờ thì sẽ là lùi về đến từ các thành viên của bên phía team IG thôi. Không bắt được ai, không duo được ai cả. Nhưng mà từ từ nhá, fly bị bỏ lại này, không bắt được anh ta đâu. Nhưng mà có Lion đằng sau, có stun, có đấm lên từ rồi. Đã, tôi vừa mới bảo là không bắt được đâu thì phải. Nếu không bắt được Fly thì chắc là đúng rồi. Nhưng KK thì sao đây? Finger of Death được sử dụng và PYW sẽ chết. Tiếp theo là cái tên nào đây? Quả trứng được ấp ra, Emo lao vào. Các người khác cũng vậy, và giờ có đủ đam hay không đây? Quả trứng nổ rồi, và chắc chắn đó sẽ là cái mạng của DY nằm xuống. Polio bật BKB, Oli là người phải lên bảng đếm số. Trong khi đó thì Fly vẫn đang gõ người của O11. Bộ skill của anh ta chưa cooldown xong, đang cố gắng để bỏ chạy rồi. Nhưng đang dính với phát trên vai, ta có chạy đây không? Đây chạy được rồi. Trong khi đó thì DK dính hơn hai, chắc chắn sẽ là người phải lên bảng đếm số. Còn về chính xác, con TB này bị cô lập, nhưng có một người đang tìm pizza, và đó là Phượng Hoàng của DY. Phượng Hoàng dính cho mình đó là cái hơn hai rồi, và Emo đặt bóng trượt, nhưng liệu đó có là đủ để khiến cho con Phượng Hoàng này phải lên bảng đếm số hay không đây? KK còn một lần stun, cần phải thật sự chính xác, và đó là chính xác rồi. Triple kill tới từ vị trí của JT, người cho lane hay, gần như đang là số 1 ở cái khu Trung Quốc. Một pha combat phải nói là quá lỗ đến từ các thành viên bên phía VC Gaming. Một con Phượng đài bách, DK cũng chết. Trong pha vừa rồi DK không hề có form, và anh ta chết mà không làm được gì cả. Mặc dù là Terrorblade có thể di chuyển về, nhưng mà họ combat quá lỗ. Họ đánh cố gắng với lên người của Fly. Một con LC không đủ mana để có thể đua. Nói chung là chơi pha đó thì thực sự là hơi tham. Họ tham quá. Thật ra thì kể cả lúc mà LC anh ta blink vào giữa mặt của Underlord đang sử dụng Dark Rift là thấy cũng là hơi buồn cười rồi. Không hiểu là trong pha đó thì Oliver anh ta nghĩ cái gì. Và trong pha vừa rồi thì phải nói là Lion đã có cho mình đó là một cái blink. Anh ta blink và giữ khoảng cách, cover rất tốt cho PL, và khiến cho các thành viên PC Gaming họ vào bị lỡ trớn. Họ không thể làm gì được, họ không bắt được. Anh vừa nhìn thấy Terrorblade lên một cái Ultimate Orb à? Lên để làm gì nhỉ? Lên Ice à? Đang quick buy một cái Fly nhưng mà lại mua một cục Ultimate Orb. Chắc là lên một cái Ice Caddy thôi. Phút thứ 23 và bắt đầu cố gắng lấy cái chút 1 mid đến bên phía của Team IG. VG thì cái chút 1 này của họ tồn tại khá là lâu rồi. Mặc dù vậy thì network mới chỉ là khoảng 1k thì cũng không phải là nhiều. Nãy giờ là đã lật được khoảng 3.000 network rồi đấy. Sau pha combat vừa rồi là lật khoảng 3.000 network. Ojojo lên thẳng một cái Ice Caddy luôn. LC thì sau Blink Dagger và một cái Hood of Defiance thì anh ta lên một cái BKB. Và bây giờ thì bên phía VC Gaming họ sẽ smoke. Smoke đi đâu đây? DK sẽ là người đi đầu. Anh ta có cho mình một cái Blink Dagger để có thể instant stun. Tham minh này mà tham minh phù hợp để có thể smoke. Nếu chiến thắng combat này thì họ sẽ là những người có được cho mình con Roshan thôi. Và bắt đầu lấy hết những cái trụ ngoài của bên phía đội hình team IG, tiến lên high ground. Về mặt mà nói là như vậy, và đây bắt được vào người của đó là Oracle rồi. Đây sẽ là sự hợp lý để giúp cho họ có cho mình con Roshan. Và đánh hay tới từ vị trí của LC. Anh sợ rằng có vẻ như vẫn chưa đủ để ăn Roshan không? Không, đủ đấy. Bởi vì 18 vẫn còn cho mình đó là form của DB. Các team thì ăn cực kỳ nhanh. Hãy nhớ là anh chàng Emo này phải đó cần form lên ngay bên ngoài thì đập và Lion có tầm nhìn. KK anh ta vẫn chưa phải nằm xuống. Ấp trứng nhưng người chết đầu tiên là BYW cơ. KK ở đây thì sao đây? Emo đội thổ xử lý được, tránh được bị stun, nhưng mà chưa ai giữ chân được Emo lại cả. Emo vẫn đang quẩy rất dẻo, và giờ thì Emo lượng máu anh ta đang drop dần dần bởi vì dính ơn cũng như là cái kho máu tới từ Vượng Hoàng. Các thành viên bên phía VG họ muốn đuổi theo Emo, nhưng Emo gây khó chịu quá nhiều và chắc chắn là anh ta sẽ khiến cho đối phương phải dừng con Roshan này lại. Đó là tình huống câu kéo tốt đến bên phía của đội hình team IG. Vậy là bên phía VC Gaming họ mất form của DK và BKB của cả DK, như là Terrorblade chỉ để lấy được một mạng của Lion. Nghe có vẻ như là không ổn nhỉ. Bây giờ hết form rồi thì lại phải di chuyển về. Bật form lên để ăn Roshan nhưng lại quyết đuổi theo Voice Street cũng như là Lion. Đánh rằng là cái kết quả đó nếu mà là giết được hai mạng thì con Roshan nó chắc sẽ thuộc về họ. Nhưng bây giờ thì khi mà không giết được Emo không thể làm gì nữa rồi. Voice Spirit thì đã có cho mình đó là một cái gậy xanh.
Bây giờ anh ta sẽ gây rất nhiều khó chịu trong combat. TB lên một cái BKB sớm thế này thì tí nữa đến giai đoạn late game ấy, khi mà cái BKB nó chỉ còn 5 giây thôi thì rất khó đánh. Fly fly lên hớt. Sự chọn hợp lý. Chuẩn bài. Quay hớt dành cho PL. Gậy xanh, sự chọn tiếp theo tới từ Puriyo. TB bây giờ có lẽ không còn quá nhiều cách chơi nữa rồi. Chỉ có vậy thôi. Sau gậy xanh thì có thể là một cái fly chăng? Sau gậy xanh thì để xem là PL có lên fly hay không. Chúng ta quyết định là lên MKB. Hoặc là Dead Alert, hai món item dam. Mà thích hơn nữa thì hoàn toàn có thể là Satanic. Củng cố thêm cái lượng máu. Nhìn PL giờ là cứng lắm rồi đấy. Cầm cái hớt và là cảm giác cứng dã man luôn. Giờ đánh là TB bắn là cũng hơi mỏi tay đấy. Nhưng công nhận là trình độ xử lý của các player của Trung Quốc họ khác thật. Nhìn cách họ đánh combat nó vẫn dẻo. Fly Fly đang là người đi đầu. Anh ta là PL, khả năng tiếp cận mục tiêu rất là nhanh. Emo cũng vậy, nhưng mà Emo sẽ cần là người vào sau. Chúng ta cần phải xác định trước vị trí của đối phương đã thì mình có thể tung combo được. Có smoke đến từ bên phía IG và họ đang chưa tìm được ai cả. Pha vừa rồi họ scan nhưng mà cũng scan không chính xác. Và bên phía của VC Gaming thì cũng đã biết rồi. Họ biết là bên phía IG đang smoke rồi. Họ đang phòng thủ ở khu vực high ground. Bóng của PL được đẩy lên. Thấy được TB. DK đang lên búa set 2. Một item là hợp lý để phá hủy bóng của PL. Emo thì đang lên một cái Lincoln Spear để chống pha stun bất ngờ đến từ vị trí của DK. Chọn lửa ở cả hai bên à? Cứ đánh trang thì chắc là sẽ đẩy về cho Emo thôi. Một cái con hero khá là cần cooldown reduction. Trận đấu đang chậm lại khi mà cả hai team họ đang tìm khoảng trống. Họ đang tìm những cái... Đây rồi. Và họ tìm thấy rồi. Vẫn là Eleven. Vẫn là người ấy. Vẫn là người ấy là người được chọn. Ở đây thì sao? Focus vào VYW. Anh ta có Blink Hacker. Lăn bóng và Blink đi thôi. Tận dụng cái DD này để có thể farm Essence luôn tới từ Emo. Con Roja này nó sẽ là một cái tiền đề để giúp chúng ta biết được ai sẽ là người nắm phần thắng nhiều hơn trong cái trận đấu này, bởi vì chắc chắn là có bạn sẽ phải nổ ra ở khu vực gần Roja pit. Ở đây sao đây, hack trở lại DK rồi, hơi hớ hênh tới từ DK, chém vào có ton được và giờ thì bật PKB lên tới từ anh chàng Ori. Chưa có cho mình đó là cái Lincoln, rất khó để phải chạm vào tình huống này, nhưng may quá có Oracle ở sau lưng. Và giờ thì Dark Rip để có thể lùi về thôi JT ơi. Và lùi về được thật. Hết. Mất bóng rồi. Mất form rồi. Mất form của của Terrorblade rồi. Mất trứng, mất form. Mất cả form rồng. Mất PKB của Dragon Knight. Trong khi đó JT chỉ có mất một cái Dark Rip thôi. Một cái lượt pick, deny pick cực kỳ hay vào vị trí của Underlord. Như mình nói thì ngay từ giai đoạn ban pick thì nếu như bên phía VC Gaming mà pick được một con Underlord thì họ sẽ dễ đánh hơn rất là nhiều. Nhưng mà bên phía IG lại cao tay hơn, họ deny pick luôn một lượt pick cuối. Và VC Gaming họ phải lựa chọn một con LC. Và theo cá nhân mình thấy là O11 đánh con LC trong game đấu này là không hề hay. Thật sự thì để mà đánh với TB Underlord cũng rất là hay. Luôn luôn là như vậy. Trừ đam 100%. Ngoài ra thì cái Firestorm nó cũng đốt rất nhiều máu. Emo lướt lên. Silent 4 Silent người. 3 người, 4 người. Sẽ là tiếp tục quẩy trong vòng combat này thôi. Thì anh ta đang có cái lượng sát rất là trâu. Trong khi đó thì sao đây, VYW đã bị kết thúc rồi. O11 bật PKB lên, nhưng PL anh ta tiếp tục vẫn bóng ra và loạn quá, không lựa chọn được mục tiêu. O11 ơi, Firefly anh ta chọn một con quái rừng và anh ta phóng rất nhanh với Phantom Rush. Và giờ thì di chuyển ra, săn được vào rồi, lăn bóng để có thể cứu được cho vị trí của anh chàng mang tên Terrorblade. Bật PKB lên và tiếp tục đánh nhau nào. Poyoyo không có form, nhưng PYW được giải ứng và KK sẽ là người phải chết đầu tiên trong vòng combat. Trong đó KK buyback, nhưng bên ngoài PYW đã một lần nữa buyback rồi.
và giờ thì O11 anh ta bị focus vào hết sạch mana, nhưng con bóng của PL đang chém rất đau. Fly vẫn chưa ngừng lại, chắc chắn anh ta sẽ phải lấy bảng điểm số thôi. O11 lên bảng điểm số rồi, còn vị trí DK sao đây? Ori cooldown xong cho mình, đó là cái DKB và PL tiếp tục lao vào lựa chọn mục tiêu khác. Một yoyo kia trang này không còn cho mình, đó là hoàng kim giáp nữa, đổi máu để làm gì đâu. Yoyo vẫn sẽ phải trên tường bắt này mà thôi, và chắc chắn đó là một cái mạng dành cho anh chàng Emo. Dominating của anh ta và DK ở đây cũng không chịu khỏi số phận khác khi mà bị kết thúc bởi các thành viên của Team IG, và đó là double kill dành cho người chơi D-Beat bên phía Invictus Gaming. Và một pha combat thắng lợi hoàn toàn đến từ các thành viên bên phía IG, và có vẻ như là bên phía IG họ đã nắm được cái quyền chủ động hoàn toàn trong game đấu này rồi. Một con Terror Blade bây giờ không thể đứng lại để bắn được, và họ sẽ mất ít nhất là một lên. Phượng cũng không ấp được trứng trong pha vừa rồi, mà pha Silent đánh rất khéo đó từ vị trí Emo. Tiếp tục là Emo lao vào và kết thúc ngay được mạng của DY. Trận đấu này có vẻ như là đã ngã ngũ rồi chăng, khi mà bên phía VC Gaming bây giờ họ không thể nào mà combat được nữa. Đã nói rồi, Emo như là các thành viên của IG không đơn giản mà họ trở thành top 1 Trung Quốc đâu. Đánh rất khéo, họ không cần xử lý quá nhiều hay quá phức tạp, họ đánh chuẩn bài vào những thời điểm cần thiết thôi. Và đây là họ ban pick cũng đã hay hơn rồi. Chính xác, Underlord là hay đấy. Một lượt pick và Underlord mà mình có thể nói là thay đổi hoàn toàn, chiến thắng hoàn toàn về nhá. Hai lên chứ không phải chỉ là một lên nữa. Con Roshan nó vẫn chưa được ăn. Mấy ông Trung Quốc bây giờ là chê Roshan luôn đấy. Thế ra anh nghĩ là do bên phía của IG họ biết là họ thắng rồi ấy. Thật ra ấy, thì vấn đề ở đây là các thành viên Invictus Gaming họ không cần thiết phải ăn Roshan, còn bên phía VG mới là những người cần con Roshan này. Xác. Vấn đề là gì? Họ không có dam để sắt down con Underlord, và con Underlord cứ thấy bên kia hóa form 2 form lên là nó TP về, là nó đắc rip về hết. Và đương nhiên là bên phía VC Gaming họ không thể đánh được. Bây giờ pick một con LC vào ai? Vào Underlord hay là vào một con Oracle, hay là vào Lion, hay là vào một con Void Spirit? Quá nhiều lựa chọn cho một con LC của O11. Anh ta chả biết phải làm nào. Các bạn hỏi là sao lại về rồi thì các bạn còn lạ người Trung Quốc nữa. Người ta có bao giờ đánh Odin đâu, người ta xác, ăn họ cái gì đấy. Đã thắng là thôi. Họ sẽ phải thắng đến cùng, không thể có một cái sai sót nào được diễn ra cả. Họ không cho đối phương cơ hội, không cho đối phương có cơ hội để làm lại. Họ không đánh như người si mình kiểu farm à, cái gì phá cái đầu lao vào Underlord có duo dùng tất cả mọi thứ, những đối phương thì có cho mình đó là Indis. Ok, sẽ không có đam cho anh ta, nhưng JT rồi thì cũng sẽ chết thôi. Một cái sự thành công nhất định. Bây giờ thì lao vào đi Emo, một mình chết luôn đi vị trí Phượng Hoàng rồi. Bài bách ra tới Phượng Hoàng nhưng không có trứng thì bài bách để làm gì đây? Boyoyo vẫn đang bị focus vào nhưng đổi mục tiêu sang, đó chính là anh chàng O11 rồi. Nhưng Piwa đã liễu bị nhìn thấy và Fly lao vào như một cơn bão. Trong khi đó thì Emo tiếp tục quẩy ở bên ngoài, cứ anh ta có đề double kill đến Fly rồi. Và PL của Boyoyo bị cô lập, chắc chắn là anh ta sẽ phải chết thôi. Ăn cái bash và đó là Wicked Six dành cho Emo. Tiếp theo sẽ là cái tên Ori lên bảng, và tôi nghĩ đây sẽ là GG tới GG các thành viên phía Gaming mà thôi. Không có một khoảng trống, không có một cơ hội nào để lật kèo đến cho bên phía VC Gaming. Chiến thắng trong game đấu này quá thuyết phục. Và IG họ